Bác Tổng Nguyễn Phú Trọng, giữa lắng hè oi ả, mưa xối xả tuôn rơi, mưa tiễn bác về trời, trăm triệu người thương nhớ. Mưa lần này lạ quá, cả tuần chẳng chịu ngơi, dường như trời cũng biết bác đã theo cụ Hồ. Hôm qua thì Khánh cũng lo và cũng đọc chung cái nỗi lo của nhân dân là sau khi bác Trọng rời đi thì ai sẽ là bác lãnh đạo kế cận, kế thừa truyền thống cha anh của bác Hồ để lại và bác Trọng để lại. Thì thật ra thì mọi người yên tâm, Đại Việt ta tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Bác Trọng có đôi mắt sáng lắm, bác có thể nhìn trước, nhìn sau 500 năm, tức là nhìn quá khứ và tương lai 500 năm. Bác có tầm nhìn thế kỷ, tầm nhìn vĩ đại của một vị thánh nhân đấy. Thì trước lúc lâm chung việc nhà phó thác, bác đã giao quyền cho bác chủ tịch nước Tô Lâm. Thì mọi người yên tâm đi, bởi vì sao, mọi người biết đến công cuộc đốt lò vĩ đại của bác Trọng, nhưng có một người âm thầm luôn luôn đưa củi, củi tươi, củi khô vào tay bác Trọng để bác Trọng đốt lò, đó chính là bác Tô Lâm. Thì mọi người yên tâm, bác Tô Lâm cũng sẽ không làm bà con nhân dân chúng ta thất vọng đâu. Bác Tô Lâm, người Hưng Yên, Hưng Yên đã từng có một vị anh hùng là cụ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thì đời này chúng ta yên tâm, cũng sẽ có một bác lãnh đạo người Hưng Yên anh minh sáng suốt. Cảm ơn anh.